Hello anh em. Trên này có cập nhật cái giao diện tiếng Anh cho cái phần mềm Photon Vino mới, phiên bản 0.1.8 nha. Với một số chỉnh sửa về phần cài đặt và phần import file ở cái phần mềm cũ sang. Muốn tiếp các bạn có thể bấm vào đây để chuyển qua giao diện tiếng Anh nha. Thì mình nói sơ về giao diện tiếng Việt đi. Ngoài những cái thông số các bạn đã làm quen và đọc có thể hiểu đây rồi thì có một số thông số được loại bỏ và thay thế mới, như là phần này là regain tối đa ampere, là ampere để ampere dòng ampere regain tối đa khi mà ví dụ các bạn sử dụng phân này là phân EBS hay là cruise control hay là giới hạn tốc độ. Thì cái dòng sẽ ngược vô trong BMS của các bạn tối đa là bao nhiêu. Tại vì nếu mà các bạn để cái này nó cao hơn cái dòng BMS bạn chịu được, hoặc là cái BMS của các bạn không hỗ trợ sạc được đó, thì BMS nó sẽ bảo vệ và nó ngắt pin. Khi mà ngắt đột ngột vậy á thì cái EQ nó bị mất điện nguồn và nó sẽ không biết cái điều khiển, nó không thể điều khiển được cái dòng điện ở trong EQ và có thể gây ra là hư hỏng của EQ nha. Những cái bạn mà hãy test động cơ rồi để EBS cao xong rồi dặn ga lên cái bóp thắng EBS BMS sập nguồn, echo nổ xì khói vậy đó, nó là vậy đó. Đó, cái này là để hạn chế cái chuyện đó nha. Dòng pha này thường thường là nó để tương đương với tụ, cái này là dòng để bảo vệ tụ và cũng là tối đa, mức tối đa của tụ nha. Thường là 9 mấy 96 tầm đó. Cái này thì mặc định echo nó để sẵn rồi, nhà sản xuất để sẵn rồi, mình tốt nhất là giảm đi thôi chứ không nên tăng thêm nha. Còn phần bên này KP với KI, KI là register đó, là thời gian đồng bộ hóa. Cái này nếu được thì là tăng lên nha, không nên giảm xuống đâu. Nếu giảm xuống thì nó không thể đồng bộ hóa, nó không điều khiển được dòng điện thì có thể gây ra hư hỏng động cơ nha. Và nếu mà giảm xuống quá thì nó sẽ đi hao điện thì không kiểm soát được. Còn cái KB này á là các bạn tăng giảm để nghe cái tiếng nó phù hợp, tiếng động cơ nó phù hợp với cái tốc độ mà bạn hay đi. Tiếng khi bắt đầu dặn ga đó. Đây, KB với KI này nó là một cặp gỡ lỗi. Cái này là tạo ra tiếng nhưng mà nó là một cặp gỡ lỗi động cơ nha. Và thường thì mình thấy ở đây người ta hay xét là 200. Còn KB này thì tùy, nhưng mà theo mình thì gấp 10 lên là 2000. Đây, khoảng như 10 là cái con số nó khá là hợp lý nha. Thì các bạn có thể sử dụng cái phương pháp này để dò lỗi. Các bạn đầu tiên để ý âm thanh. Các bạn bắt đầu từ 1500 là con số an toàn nè. Ngưỡng an toàn 1000, 1500 gì đó. Các bạn tăng dần lên. Tăng dần lên mỗi bước là 100. Ngàn sáu xem như thế nào, 1700 xem như thế nào, 1800 xem như thế nào, cho tới khi mà âm thanh nó ok nhất và cái động cơ nó
hoặc là động cơ nó bắt đầu rung lắc giật, xong rồi khi mà động cơ đang giật đó là mình dừng lại, bắt đầu mình tăng cái KI lên, KI là để từ 100 nha, để thấp là quéo quèo luôn á, để tăng KI lên, mà tốt nhất là để từ 200 hoặc là 150 để tăng KI lên mỗi bước 50, 50, 200, 250 cho tới khi nào mà động cơ nó bớt lắc giật đi, thì đó là cái khoảng đó quân bắt đầu điều chỉnh nhỏ hơn, tăng này lên chút, giảm này đi chút, hoặc là giảm này đi chút, tăng này lên chút, cho tới khi mà các bạn thấy nó động cơ nó êm ái nhất có thể. Nói vậy cho chị hiểu, chứ còn sâu xa bên trong pi trên KI rồi pi trên KV rồi hệ số PID rồi này kia thì nó rắc rối quá, gọi là stupid gì đó bạn hay nói là vậy. Dòng pha giới hạn, dòng pha này thì liên quan tới đây, dòng pha của EQ nha, không vượt quá dòng pha của EQ. Pha khởi động là dòng pha khi bắt đầu đề ba, các bạn có thể đề bằng cũng được, nhưng mà cái đề bằng chắc dùng để bắt đầu. Cái thêm ao này thường là để bảo vệ tụ điện á, đây là người ta sẽ không bao giờ để vượt quá cái dòng pha chính này, và cái dòng pha chính đó sau bao nhiêu thời gian thì nó sẽ chuyển xuống cái dòng pha giới hạn. Thì nếu mà các bạn thêm 1, 2, 4, 5, 6 gì đó thì bao nhiêu thời gian đó nó sẽ chuyển xuống đây, sẽ chuyển xuống dòng pha giới hạn này. Dòng pha giới hạn này dĩ nhiên phải thấp hơn cái dòng pha của EQ rồi, thấy không? Đó, là để bảo vệ tụ khỏi nóng quá, quá nhiệt đó. Thì hoàn chỉnh đây, còn mặc định thường thường là anh em không để là không nha, nó không có giảm dòng pha, còn đây là dòng pha khởi động thì nó thấp thấp thì nó mượt mà đỡ tốn điện hơn. Còn những cái mà kiến thức cơ bản như flux hay là thông số tay ga tất cả này thì mình có để phía dưới cái phần chỗ đau phần mềm đó, cho bạn có thể vô đọc thêm để hiểu thêm thì mình chỉnh mới đúng được nha. Cái phần flux này các bạn có thể vào trong debug để kiểm tra hai cái trục này, trục volt, trục d volt và trục q của current nha, đó là bạn có thể kiểm tra được cái flux này bạn để có đúng hay không. Cái flux này á là cái hệ số suy yếu từ thông, và cái việc mà động cơ chạy với tốc độ danh định của nó đó, tốc độ không đổi của nó đó, ví dụ như là 60 đi, thì các bạn muốn vượt qua cái tốc độ đó thì các bạn phải làm cho cái từ thông suy yếu, làm cho cái từ của cái xe nó suy yếu. Mà cái từ của xe suy yếu thì cái từ thì các bạn biết rồi đó, là nó liên quan tới hậu, từ càng lớn mạnh thì liên quan tới cái tọt, từ mà càng lớn càng mạnh đó, thì cái tọt nó càng mạnh, đúng không? Mà làm suy yếu đi thì cái tọt nó giảm đi, và cái tọt nó giảm để làm gì? Để lấy hậu, lấy vận tốc cao hơn 60 đó. Mà theo mình á, thì ví dụ như cái động cơ của bạn chạy mà không có hệ số xíu từ thông này á, mà 60 thì bạn để tối đa lên 25% thôi, không khoảng chừng 70-80 cái số giờ gì đó, tầm tầm đó thôi, chứ vượt quá thì có nguy cơ nó sẽ gây khử từ, là nóng động cơ thì nó khử từ, không flux này nó sẽ gây nóng động cơ này. Nhiều quá thì nó sẽ gây nóng động cơ nha.
chứ không phải nghe như có mấy bác mà nói cái flush này để chỉnh cho động cơ nó êm. Đấy, sơ sơ là vậy thôi. À, còn cái tắp động cơ này nữa, cái phần này thì mình chưa có làm, mình đang bê nguyên xì của cái phần mềm cũ qua luôn. Thì ở đây thì nó sẽ, mình sẽ làm thêm một chức năng gọi là đảo chiều tới hoặc lùi. Bên này thì mình sẽ cho thêm phần nhiệt độ bảo vệ với hệ số. Cái số cặp từ này á, là chỉ là cái thông số đầu vào để EQ tính toán vòng tua thôi. Nó có thể là đúng với cái số cặp từ trên xe hoặc là ít hơn, cũng có thể là nhiều hơn. Các bạn phải kiểm tra nó. Bên này nè, cái bạn dặn cái dòng tua ở đây nó có đúng với thực tế hay không hay thôi nha. Còn một cách để mà điền cái số này đúng đó, thì mình có cái clip lên YouTube coi. Ok chưa? Kể cả cái góc hao này cũng vậy. Cái này là góc dịch chuyển chứ không phải là cái góc đặt. Các bạn có thấy là ở ngoài động cơ ghi 120, nhưng tại sao vô đây điền 120 nó lại không chạy? Mà thường đó là cộng trừ 60 rồi với 120 rồi 180, thì ở đây có tới chắc phải là 60 mấy cách để mà chỉnh kết hợp ba thông số lại để cho cái động cơ nó quay đúng về trước và êm ái, thì thường là nó vậy. Còn nếu các bạn có tự học thì thôi, tự học thì nó sẽ tìm ra được cái góc mà tối ưu nhất nha. Mà nó không phải là 60 đâu, nó có thể 58, 59, 54 gì đó. Nên đừng có mắc kẹt với cái thông số góc ở trên dán in trên động cơ, dán trên động cơ nha. Cái EcoVuton này nó, mình nói về EcoVuton thôi, còn những cái Eco khác này thì mình không nói tới nha. Đừng có mắc kẹt với hai cái này nha. Rồi, vậy thôi. Đâu đây nha. Bye bye anh em.